Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 của anh Ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần A Closer Look 2 của Unit 12 Robots. Và trong nội dung phần bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngữ pháp liên quan tới superlative adjective, short adjectives, hay chính là những tính từ liên quan tới so sánh hơn nhất ở dạng ngắn nhé. Trước tiên, chúng ta có phần nội dung kiến thức liên quan tới superlative adjectives, tính từ so sánh hơn nhất. We use superlative adjective to compare three or more people or things. Chúng ta sẽ sử dụng dạng hơn nhất để so sánh ba người hoặc vật thể với nhau. Bởi vì khi mà chúng ta có khoảng ba vật thể thì chúng ta mới có thể quyết định xem là cái nào là hơn nhất ở đó, đúng không nào? Ví dụ, Tom is the tallest in his class. Tom là người cao nhất trong lớp của bạn ý. Vậy thì lớp học của Tom thì chắc chắn là phải có nhiều hơn 3 học sinh rồi, đúng không? Và các bạn cũng nhìn thấy dạng thức của nó rất đơn giản thôi. Đấy chính là the cộng với tính từ thêm đuôi st. Chúng ta đã từng học về nội dung này rồi phải không nào? Rồi câu ví dụ thứ hai, các bạn có thể quan sát bức tranh bên tay phải. It is the biggest of the three bags. Đây là cái túi to nhất trong số 3 cái túi phải không? Đó. Còn nếu như chúng ta chỉ có hai vật thể thôi thì chúng ta sẽ sử dụng dạng thức so sánh hơn, hay chính là tính từ cộng với đuôi ear, đúng không nào? Vậy thì nếu như mà chúng ta đã nắm chắc được nội dung ngữ pháp liên quan tới so sánh hơn nhất rồi thì chúng ta sẽ thử đi sang phần luyện tập ngay các bạn nhé. Bài tập số 1. Write the superlative forms of adjectives in the table below. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ được cho một nhóm các tính từ và sau đó thì việc của chúng ta là chuyển những tính từ này sang dạng so sánh hơn nhất của nó. Ở đây thì chúng ta lần lượt có các tính từ đã tương đối quen thuộc, đó chính là fast, nhanh, tall, cao lớn, noisy, ồn ào, nice, tốt bụng, hot, nóng, light, nhẹ, quiet, yên tĩnh, heavy, nặng, hay large, rộng lớn. Vậy thì dạng thức so sánh hơn nhất, như cô vừa mới nói, rất đơn giản chính là chúng ta sẽ sử dụng chính những tính từ ngắn này và thêm đuôi est vào phía sau, đúng không nào? Vậy thì đây chính là phần đáp án gợi ý mà cô có. Chúng ta có từ đầu tiên, fast sẽ được chuyển thành fastest, nhanh nhất, tall, tallest, cao nhất, noisy, noisiest, ồn ào nhất. Các bạn chú ý rằng là với từ noisy, bởi vì nó kết thúc bằng chữ y dài, thế nên khi mà chúng ta chuyển nó sang dạng so sánh hơn nhất, chúng ta sẽ phải chuyển y dài này thành y ngắn trước khi thêm est nhé. Nói, nicest, bỏ y và thêm đuôi est. Hot, hottest, chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm t bởi vì nó đứng sau nguyên âm o trong từ này nhé. Light, lightest, quiet, quietest, heavy, heaviest, and large, largest. Các bạn hãy ghi chép lại thông tin cũng như chú ý tới những trường hợp đặc biệt để sau này chúng ta không phạm bất kỳ một sai lầm nào khi viết dạng thức so sánh hơn nhất của các tính từ nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Complete the following sentences with the superlative forms of the adjective in the bracket. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện các câu sử dụng dạng thức so sánh hơn nhất của tính từ trong ngoặc. Cô sẽ cùng các bạn đi vào nội dung của từng câu một nhé. Bonbon can move 10 tons is the strongest of all. Bonbon là con robot khỏe nhất bởi vì nó có thể di chuyển 10 tấn một lúc. Câu số 2. This robot can understand all of what we say. Is the, with the smart thì chúng ta sẽ có từ smartest in the robot show. Con robot này có thể hiểu tất cả những gì chúng ta nói. Nó là con robot thông minh nhất trong show này. Number 3. He's the tallest in our class. He's about 1.8 meter tall. Anh ấy là người cao nhất trong lớp của chúng ta. Anh ấy cao khoảng 1.8 m. This is the smallest of all home robots. We can put it in our bag. Đây là con robot nhỏ nhất trong số tất cả các robot gia dụng trong gia đình.
chúng ta có thể bỏ nó vừa trong túi của mình luôn. And this robot is only $200. It's the cheapest in our shop. Con robot này chỉ khoảng $200 thôi và nó là robot rẻ nhất trong cửa hàng của chúng tôi. Vậy thì các bạn đã nhớ được đấy là khi mà chúng ta muốn sử dụng dạng so sánh hơn nhất thì chúng ta cần phải thêm the và thêm đuôi est vào phía sau tính từ ngắn rồi đúng không nào? Các bạn hãy ghi chép lại các đáp án này trước khi chúng ta cùng nhau chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Complete the following sentences with the comparative or superlative forms of the adjectives in the bracket. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ phải cùng nhau điền tính từ vào chỗ trống. Chúng ta sẽ có hai dạng, đó là comparative, so sánh hơn, hay chính là thêm đuôi er, và superlative, chính là dạng so sánh hơn nhất, thêm est, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ cùng các bạn nhìn qua tất cả những thông tin này và chúng ta cũng phải dịch nghĩa để biết được rằng là chúng ta cần phải viết tính từ ở dạng nào nhé. Đầu tiên, my brother's room is than mine. Ở trong câu này thì chúng ta đang so sánh sự ngăn nắp của phòng anh trai tôi với phòng của tôi. Vậy thì khi mà chúng ta tiến hành so sánh hai vật thể với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ so sánh hơn, phải không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có tidier, sạch sẽ hơn. Phòng của anh trai tôi thì sạch sẽ hơn phòng của tôi. Sang tới câu số 2. The desert of old is Sahara and is in Africa. Trong câu này, chúng ta đang so sánh sự nóng bức của các sa mạc với nhau. Để tạo thành dạng so sánh hơn nhất thì chúng ta sẽ sử dụng the hottest desert of all is the Sahara and it is in Africa. Sa mạc nóng nhất thì là sa mạc Sahara và nó thì ở châu Phi. Câu số 3. Traveling by plane is than going by car. Chúng ta nhìn thấy một dấu hiệu ở đây, đấy chính là từ than, so sánh hơn. Vậy thì chúng ta sẽ cần từ faster, đi bằng máy bay thì nhanh hơn là đi bằng ô tô. Sang tới câu số 4, một dấu hiệu nhận biết mà chúng ta cần chú ý chính là the. Vậy thì sau the thì sẽ là một tính từ hơn nhất, phải không nào? Và ở đây, ai là người cao nhất trong gia đình của bạn? Who is the tallest in your family? And number 5, I think dogs are. Chúng ta lại có từ than, dấu hiệu của so sánh hơn. I think dogs are smarter than cats. Tôi nghĩ là chó thì thông minh hơn là mèo. Vậy thì các bạn hãy ghi chú lại tất cả những cái đáp án này, cũng như chú ý vào các dấu hiệu nhận biết, ví dụ như từ than với so sánh hơn hay the với so sánh hơn nhất để phân biệt được các trường hợp sử dụng thật chính xác nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 4. Work in pair. Look at the information of the three robots, M10, A9, and A3, and talk about each of them using superlative adjective. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ tiến hành làm việc theo nhóm. Các bạn sẽ cùng nhau đọc qua phần thông tin về ba robot M10, H9 và A3. Sau đó thì tiến hành nói về từng con robot này. Và nhớ là phải sử dụng được dạng so sánh hơn nhất ở đây nhé. Thì sau khi các bạn đã nghiên cứu thông tin ở bảng bên trái, thì cô có một số gợi ý ở phía bên tay phải như sau. M10 is the most expensive of the three robots. M10 là con robot có giá cao nhất trong số 3 robot ở đây. Thì như các bạn nhìn thấy là nó có giá $1,800, phải không nào? M10 is the shortest of the three robots. M10 thì cũng là con robot thấp nhất trong số 3 con robot này, bởi vì chiều cao của nó chỉ là 80cm, trong khi H9 có chiều cao 120 và A3 có chiều cao 150. M10 is the lightest of the three robots. Nó cũng là con robot nhẹ nhất với trọng lượng 20kg. H9 is the cheapest of the three robots. H9 thì là con robot rẻ nhất với giá thành là $1,000. A3 is the heaviest of the three robots. A3 là con robot có khối lượng cao nhất, khối lượng lớn nhất, ở đây chính là 50kg. Và A3 is the oldest of the three robots. A3 cũng là con robot có tuổi đời lớn nhất, hay là 10 năm so với tuổi đời 5 năm và 7 năm của hai con robot còn lại. Các bạn có thể nghiên cứu thêm một số thông tin khác, ví dụ như đâu là robot trẻ nhất, đâu là robot cao nhất,
để đưa ra thông tin cho thật là chính xác nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài tập cuối cùng. Work in pair. Ask your partner to find in your class someone who is. Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ lại cùng nhau làm việc theo nhóm. Và sau đó thì chúng ta sẽ hỏi bạn cùng nhóm của mình để tìm ra một người nào đó trong lớp có các đặc điểm như sau. Đầu tiên chúng ta có the tallest, người cao nhất. The oldest, người lớn tuổi nhất. The smartest, người thông minh nhất. The shortest, người thấp nhất. The biggest, người to lớn nhất. And the smallest, người nhỏ bé nhất. Thì cô có một số đoạn hội thoại gợi ý như sau. Who is the tallest in our class? Ai là người cao nhất trong lớp chúng ta nhỉ? Tài is the tallest in our class. Tài là người cao nhất trong lớp chúng ta. Who is the oldest in our class? Our teacher is the oldest in our class. Giáo viên là người lớn tuổi nhất trong lớp chúng ta. Who is the smartest in our class? Tân is the smartest in our class. Tân là người thông minh nhất trong lớp học của chúng ta. Và tương tự thì chúng ta có những câu còn lại với các cái tên khác nhau phải không nào? Thế thì các bạn hãy cùng nhau tiến hành hỏi đáp với bạn cùng nhóm của mình để đưa ra được những câu trả lời thật thú vị và chính xác nhé. Vậy thì thông qua phần bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và ôn tập lại ngữ pháp liên quan tới tính từ so sánh hơn nhất rồi đúng không? Các bạn hãy ôn tập để nắm thật chắc phần ngữ pháp này và đừng quên bấm nút chuông hay subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một phần bài giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 tiếp theo nào của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!